Xin kính chào tất cả quý vị sắc tộc của chúng ta ở khắp mọi nơi và đặc biệt là trong cái đất nước tổ tiên của chúng ta, Việt Nam. Thì tiếp tục với cái phần thứ ba thì trong cái chủ đề là chú cha của chúng ta, anh Bhimagati, ngài tôi vẫn là tôi, cực kỳ ghét nhất là cái sự vô đạo, cái sự vô đạo lý, phải không? Cái sự vô đạo đức, phải không? Nên là không có đạo, phải không? Nên là không có ý nghĩa gì, không có mục đích gì, nghĩa là không có sống đúng theo cái con đường có lý, biết không, của ngài đó, biết không? Đó thì đó là cái chủ đề là tóm tắt là ngài ghét nhất là cái lũ chó đỉ vô đạo, từ chối sự thật của ngài đó, biết không? Từ trong sách Kinh Thánh đó, biết không? Cái sự thông báo qua con trai của ngài là vua Christ của chúng ta đó, biết không? À, thôi thì chúng ta sẽ tiếp tục. Thì như tôi vừa đọc trong cái đoạn vừa rồi ấy, thì như ngài đã nói rằng á, thì những ai mà sống trong cái ánh sáng ấy, thì họ sẽ đón nhận cái sự thật của ngài. Nghĩa là những vị như tôi thông báo á, thì quý vị sẽ đón nhận. Những ai mà thật sự yêu thương cái ánh sáng á, còn những cái lũ chó đĩ tội lỗi á, thì họ rất là ghét những vị đàn ông như tôi, biết không? Vì bọn họ cảm thấy á, nó có cái sự đe dọa, hiểu chưa? Vì tôi soi cái ánh sáng trong cái bóng tối của bọn họ đó, biết không? Trong cái sự tội lỗi của bọn họ đó, biết không? Nghĩa là tôi tiết lộ ra cái sự đĩ điếm của bọn họ, được sự đĩ điếm mất dạy bố láo vô đạo của bọn họ đó, biết không? Hoặc là cái sự xấu xa, độc ác, tàn nhẫn và ma quỷ của bọn họ đó, biết không? Nói một cách khác là cái sự vô văn minh, cái sự vô văn minh, vô luật lệ, vô đạo đức và vô học thức của bọn họ đó, biết không? Cho nên nó làm cho bọn họ khó chịu, hiểu không? Tức giận đó, biết không? Hiểu chưa? Mà thôi thì tiếp tục với cái quyển sách tiếp theo á. Trong cái quyển sách tiếp theo là Matthew này, chương 10 này, đoạn 34 đến 37 nha. Thì trước hết chúng ta sẽ đọc đoạn 34 nha. Đừng suy nghĩ là tôi được đến để đem cái sự hòa bình cho thế giới hoặc thế gian này. Tôi đã đến để không đem cái sự hòa bình, nhưng một cái kiếm. Kiếm là sao? Chiến tranh, súng đạn, bom này kia vân vân, hiểu không? Nó có nói là nó đem cái sự hòa bình cho cái thế giới này không? Không có. Vì trước kia ngài xuống thế gian này một cách là hòa bình để giúp đỡ chúng ta. Nhưng mà cái sự trở lại đây ấy, không có cái chuyện là hòa bình đâu, hiểu chưa? Là ngài sẽ đem chiến tranh đó, biết. Với những cái lũ chó đẻ ma quỷ trong bóng tối và ở trên cao. Và cũng như cái lũ bọn chó đẻ tội lỗi cứng đầu đó, biết. Mà không biết anh hối lỗi đó, biết. Rõ rồi đó. Và đừng có ở đó mà láo chó với tao, hiểu chưa? Nếu mà tụi mày muốn xuống địa ngục á, thì láo chó đi, hiểu chưa? Rồi đoạn 35 này. Vì tôi được đến để đặt một đàn ông về cái sự mâu thuẫn này, hoặc là kiếm chuyện đó, biết không? Giữa cha của ông ta và cái con gái với mẹ của cô ta, và cái con dâu với mẹ dâu của cô ta đó, biết không? Có chỗ nào mà nó nói là có cái sự hòa bình ở đó không? Bộ tụi mày không thấy à? Quý vị không thấy à? Càng ngày nó càng tồi tệ đó, hiểu chưa? Thì dĩ nhiên rồi, tụi mày có sống theo những cái luật lệ và các cái lĩnh của ngài đâu, thì như vậy nó mới tốt. Còn không thì mà lấy cái gì mà nó tốt, hiểu không? Mà lấy cái gì mà nó đẹp, hiểu chưa? Vì cái lũ chó đĩ Bắc Kỳ đã làm cái đất nước của chúng ta vô đạo lắm rồi đó, hiểu không? Đĩ điếm mất dạy bố lão vô đạo hoặc cực kỳ tội lỗi lắm rồi đó, hiểu chưa? Mà tụi mày cho rằng là bình thường và tụi mày cho rằng là nó sẽ tiếp tục có cái sự sống đó, biết không? Cái lũ chó đẻ tụi mày đĩ tới mức độ là như vậy đó, biết không? Tụi mày hiểu cái sự sống là gì không? Cái sự sống có nghĩa là không có cái sự tội lỗi đó, biết không? Thì mới có được cái sự sống đó, biết không?
Nếu mà tụi mày tội lỗi á, thì nó sẽ đem tai họa, những cái điều xấu xa, độc ác, tà nhẫn và ma quỷ trong cái đất nước của chúng ta, hiểu chưa? Ngày xưa tổ tiên của chúng ta chúc phúc lành cho nó, nhưng mà tụi mày đang hại nó đó, Bill. Tụi mày đã chào đón cái sự ma quỷ từ từ bọn phương Tây, phương Đông hay là phương hành tinh nào đó, Bill. Bộ tụi mày không thấy à? Phụ nữ của tụi mày, đặc biệt là cái bọn ED đó, Bill. Tụi mày có thấy là phụ nữ của bọn họ bây giờ càng ngày càng đĩ tới mức độ mà phóng to ra cho cái thế giới thấy đó, Bill. Cái sự đĩ điếm của bọn họ đó, Bill. Và chưa tính nói tới những cái lũ chó đĩ BD đó, Bill. Tụi mày tưởng rằng cái điều đó là tốt đẹp à? Hả? Tụi mày điên lắm đó, Bill. Cái nghĩa là tụi mày đang chọc tức Chúa Cha đó, Bill. Nghĩa là tụi mày đang chọc tức cái sự tức giận của Ngài để đốt cháy tụi mày đó, Bill. Như là vợ của ông Lót đó, Bill. Đất nước của ông Lót đó, Bill. Lũ chó đẻ tụi mày. Tại sao tụi mày không treo cổ cái thằng chó đĩ BD sắc tộc ED đó đi? Để lấy làm một cái ví dụ, hiểu không? Vì còn không mà tao bảo đảm tụi mày á, tai họa sẽ tới với tụi mày đó, hiểu chưa? Vậy thì tụi mày sẽ có cái đất nước nào đâu mà sống? Cái đầu chó đĩ tụi mày, cái lồn chó đĩ tụi mày, hả? Cái lũ chó đẻ ma quỷ tụi mày. Bố tụi mày không biết suy nghĩ à, hả? Nếu mà tụi mày muốn có một cái đất nước để sống á, thì tụi mày hãy nghiêm túc lại đi, hiểu chưa? Hiểu chưa? Và còn không là tụi mày sẽ không có cái đất nước đâu mà sống, cái lũ chó đẻ tụi mày. Và thôi tiếp tục này, đoạn 36 này. Và những kẻ thù của một đàn ông nhất định trở thành chủ nhà của ông ta này. Hiểu chưa? Những cái lũ chó khác trở thành chủ trong cái nhà của tụi mày này, cái đất nước của tụi mày này. Hiểu chưa? Hiểu không? Vì sao cái chuyện này xảy ra? Vì cái lũ chó đĩ tụi mày bỏ Chúa của chúng ta đó, biết không? Theo vì tụi mày không có theo những cái luật lệ và các cái lệnh của Ngài đó, biết không? Thì tất nhiên những cái chuyện này nó phải xảy ra thôi, hiểu chưa? Rồi tiếp tục đoạn 37 này. Ông ta mà yêu thương cha hoặc mẹ hơn tôi là không xứng đáng của tôi này. Và ông ta mà yêu thương con trai hoặc là con gái hơn tôi là không xứng đáng của tôi này, hiểu chưa? Rõ. Khi mà chúng ta đã quyết định phục vụ Chúa Cha là có nghĩa là chúng ta đành phải dâng hiến tất cả mọi thứ đó, biết. Ngay cả cái tính mạng của chúng ta đó, biết. Cho dù phải chết thì chúng ta cũng sẽ đành phải chết vì cái lý do đó, phải không? Vì mục đích đó, phải không? Vì cái sự có ý nghĩa, phải không? Có đạo lý đó, phải không? Cái đạo lý tốt đẹp, ngay thẳng, hoàn hảo và vĩ đại của Ngài đó, phải không? Đó. Rồi tiếp theo là Matthew này, 10 chương 18 đoạn 15 đến 20 này, xin đọc 15 này. Thêm nữa, nếu anh em của quý vị mà có lỗi hoặc là sai với quý vị, đi và nói với ông ta cái lỗi hoặc cái sai của ông ta giữa riêng quý vị và ông ta. Nếu ông ta nhất định nghe quý vị, thì quý vị đã có được một vị anh em. Đúng không? Nếu mà cái chuyện đó xảy ra như vậy, thì đôi khi á, vì cái sự kiêu ngạo hoặc là cái sự ngạo mạn của một vị đàn ông hay phụ nữ, đôi khi họ từ chối cái sự làm hòa với nhau đó. Tuy nhiên, cho dù ai sai hay là quý vị đúng hay sai, đặc biệt là khi mà quý vị sai hay là một vị nào đó sai với quý vị, thì tốt nhất hãy cho cái vị đó biết là họ có lỗi với quý vị hay là quý vị có lỗi với họ, hiểu không? Như vậy thì quý vị sẽ không có tạo ra cái mối hận thù, hiểu không? Hay là kẻ thù, hiểu chưa? Rồi tiếp tục cái đoạn 16 này. Nhưng nếu ông ta sẽ không chịu hoặc là không nghe lời á, quý vị á, rồi thì đem với quý vị hoặc là hai vị hoặc là hai người đúng không? Thêm nữa mà trong cái miệng hoặc cái mồm của hai hoặc là ba vị nhân chứng không? Làm nhân chứng không? Mỗi cái từ
có thể là được thành lập hoặc là khởi đầu, đúng không? Nghĩa là khi mà giữa quý vị không có giải quyết được cái vấn đề ấy, thì quý vị đem hai ba người hoặc là hai ba vị với quý vị hoặc là thêm người để làm chứng cái sự làm hòa với nhau, đúng không? Đó. Rồi đoạn 17 này. Và nếu ông ta nhất định từ chối này, không chịu nghe bọn họ này, nói nó với cái nhà thờ này. Nhưng nếu ông ta từ chối á, không chịu nghe lời á, cái nhà thờ á, hãy để ông ta như là cùng với một bọn đàn ông ngoại tộc đó, biết không? Là vô đạo đó, biết không? Vô đạo đức, biết không? Và một một chủ quán rượu hoặc là người 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 thu thuế thế này kia đấy, không, ví dụ gì đấy, không? Đó thì nói chung là nếu mà họ vẫn từ chối cái sự làm hòa với nhau á, trong khi đó quý vị đã nêu cái vấn đề đó lên cái nhà thờ, không, những vị như là vị già hay là vị lãnh đạo trong nhà thờ, thì họ vẫn cứ từ chối cứng đầu á, không muốn làm hòa giải với nhau á, thì hãy để cho họ sống trong cái thế giới, nghĩa là đá họ ra khỏi cái nhà thờ của chúng ta, hiểu chưa? Đó. Trừ khi họ ăn năn hối lỗi, hiểu chưa? Còn không thì tuyệt đối đừng có chấp nhận họ trở về lại với quý vị, hiểu chưa? Chúng ta chỉ tha thứ nếu mà họ biết ăn năn hối lỗi, còn không á, thì tuyệt đối đừng có tha thứ cho họ, hiểu chưa? Nếu mà họ biết ăn năn hối lỗi, sửa đổi á, thì chúng ta chấp nhận cái sự là chúng ta có thể chấp nhận họ lại hoặc là tha thứ cho họ, hiểu chưa? Đó, chỉ nó là như vậy thôi. Và đây là cái cách văn minh mà. Với lại trong cái phong tục tập quán của chúng ta thì đã có rồi, không có gì là mới hết đó. Đối với những vị sắc tộc của chúng ta, cái điều đó là một phần của chúng ta rồi. Cái hệ thống của chúng ta là như vậy rồi. Cái hệ thống văn hóa của chúng ta, cái đạo lý, cái văn hóa, cái lịch sử và cái dân tộc của chúng ta, hoặc là cái sự văn minh của chúng ta là như vậy rồi, hiểu chưa? Chỉ là những cái bọn ngoại tộc kia thì không có. Và đó là lý do tại sao quý vị phải dạy cho họ, giảng dạy cho họ, giúp họ hiểu cái điều đó, hiểu không? Chứ không phải là đi làm theo cách sống chó đĩ của bọn họ, hay là cái sự vô đạo của bọn họ, hoặc là cái sự tội lỗi của bọn họ, hiểu chưa? Vì chúng ta là con cái của Chúa Cha, là con cái của cái ánh sáng, cái luật lệ, hiểu chưa? Con cái của Chúa Cha, hiểu không? Đó. Rồi cái đoạn 18 này. Thật sự tôi nói với quý vị, bất cứ điều hoặc thứ gì mà quý vị nhất định gắn bó hoặc kết lại hoặc kết hợp lại, phải không, vào 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 thế gian hoặc trong thế giới này, thì nhất định được gắn bó hoặc kết hợp lại hoặc là liên kết lại trong thiên đàng. Và bất cứ thứ gì quý vị nhất định mất đi vào thế gian này thì cũng nhất định bị mất đi trong thiên đàng, hiểu không? Thì nói chung là những gì mà quý vị có trong cái thế giới này thì nó cũng sẽ như là ở trên thiên đàng, nhưng mà quý vị mất đi những cái thứ này kia trong cái thế giới này thì nó cũng sẽ mất đi ở trong thiên đàng hoặc là trên thiên đàng, hiểu không? Đó. Ở cái đoạn 19 này. Một lần nữa tôi nói với quý vị, mà nếu hai hai quý vị nhất định đồng ý trên thế gian hoặc là trong thế giới này, cũng như đụng chạm bất cứ thứ hoặc điều gì thì họ nhất định xin, nó nhất định được thực hiện làm cho bọn họ từ hoặc của Chúa Cha của tôi mà ở trong thiên đàng, hiểu không? Đó. Rồi đoạn 20 này. Vì thì hai hoặc ba vị hoặc ba người mà đoàn tụ hoặc là tụ họp lại với nhau trong cái tên hoặc là trong cái danh của vua Christ, đúng không?
thì là tùy trong cái đám đông hoặc đám số của bọn họ. Nếu mà quý vị tụ họp lại trong cái danh của Chúa Cha và con trai của Ngài thì là cái sự hiện diện của Chúa Cha, cái sự hiện diện của Chúa Cha sẽ có ở đó, hoặc là cái sự có mặt của Ngài sẽ ở cùng với chúng ta, hiểu không? Khi mà chúng ta tụ họp đâu có cần phải có nhiều, Ngài nói 2 đến 3 vị, 2 đến 3 người tụ họp lại với nhau trong cái danh của Ngài ấy, thì Ngài sẽ ở đó trong cái đám của quý vị, hiểu không? Rồi tiếp tục nè, Matthew này, Matthew chương 7 này, đoạn 24 và 23 này, trước hết là 24 này. Thì bất cứ ai nghe những cái lời nói của tôi này và làm theo chúng nó này, tôi sẽ so sánh ông ta với một vị đàn ông khôn ngoan này mà xây dựng cái nhà của ông ta ở trên một cục đá này. Đó. Nhưng mà quý vị biết nghe lời ấy, thì Ngài sẽ cho rằng là quý vị là những vị khôn ngoan, nhớ không? Sẽ được có mặt với những vị có cái sự khôn ngoan, nhớ không? Hoặc là thông minh, nhớ không? Rồi đoạn 23 này. Và rồi thì sẽ tôi nói ra với bọn họ này: tôi chưa bao giờ đã biết quý vị này, tránh xa ra từ tôi. Thì quý vị mà làm cái công việc tội lỗi hoặc là chống đối lại những cái luật lệ và các cái lệnh của Ngài đó, không? Thì nói chung là những cái lũ chó đẻ tội lỗi nào mà sau này nói rằng những cái bọn mà thờ những cái hình tượng hoặc là cái chúa của bọn ngoại tộc hay là này kia đó, biết không? Rồi nói rằng tôi đã làm chuyện này chuyện nọ cho Ngài, rồi tôi đã phục vụ Ngài này kia, ca hát này kia, vân vân. Thì Ngài sẽ nói sao? Ngài sẽ nói là hãy tránh xa ra tôi đi, những cái lũ chó đẻ tội lỗi kia. Tụi mày dâng hiến cho tao hồi nào? Tụi mày tôn vinh ca ngợi, yêu thương và phục vụ tôi hồi nào? Ngài sẽ nói như vậy đó, biết không? Hãy tránh xa ra tôi đi, hiểu chưa? Tụi mày là những cái lũ làm những cái công việc vô ý nghĩa đó, vô đạo lý đó, biết không? Hiểu chưa? Tội lỗi đó, biết không? Thì Ngài sẽ nói như vậy nhưng với những cái lũ chó đĩ mà thờ hiện tượng đó, theo những cái đạo của bọn ngoại tộc kia đó, biết không? Đạo chó đĩ ma quỷ đó, hiểu chưa? Rồi thôi, tiếp tục này, Matthew này 24 này, đoạn 6 đến 9 này, thì tôi xin đọc cái đoạn 6 này. Và quý vị nhất định nghe về những chiến tranh này và những cái tin đồn hoặc lời đồn hoặc tiếng đồn này nói về những cái chiến tranh này. Khi thấy cái điều đó thì đừng lo sợ này, vì tất cả những điều này phải đến hoặc phải tới để và qua đi, phải không? Để và qua đi, nhưng cái kết cục hoặc là kết cục vẫn chưa tới hoặc chưa đến, cái sự trở lại của vua Christ đó, biết không? Đó. Thì những cái chuyện này đã xảy ra, đúng không? Và vẫn đang xảy ra, đúng không? Như tôi cũng đã đọc cái đoạn này nhiều lần với quý vị trong quá khứ rồi, đúng không? Thì nó cũng đang xảy ra đó, biết không? Những cái tin đồn về chiến tranh và sau đó chiến tranh đã xảy ra, đúng không? Và đang xảy ra và vẫn sẽ tiếp tục xảy ra đó, biết không? Đó. Nó sai hồi nào? Tại vì nhiều số tụi mày không biết nghe lời đó, biết không? Ở đoạn 7 này, vì quốc gia nhất định đứng lên chống lại quốc gia này, là nhau này, phải không? Và vương quốc chống lại vương quốc này, và thì nhất định bị nghèo đói này, là không có đồ ăn đó, phải không? Và những căn bệnh dịch này, con sâu hại đồ ăn này kia, vân vân này, và những cái sự động đất này trong nhiều nơi này. Nghe chưa? Những quốc gia chống lại nhau, quý vị có thấy không? Quốc gia này chống lại quốc gia nọ chống lại quốc gia kia, không? Dữ chưa? Dân tộc này ghét dân tộc nọ, dân tộc kia ghét dân tộc.
Nói chung là quốc gia có nghĩa là cái danh tính của những cái quốc gia khác này kia đấy, biết không? Chỉ có nhiều số quý vị không biết mình là ai đấy, biết không? Quốc gia của mình là gì đấy, biết không? Bây giờ quý vị đã biết quốc gia của mình là gì chưa? Là con cái của Do Thái đó, hiểu chưa? Còn những cái bọn ngoài kia, đa số bọn họ, nhiều số bọn họ là những vị ngoại tộc đó, những cái tiếng ồn ào như ngài đã nói đó, kẻ thù của chúng ta đang có cái sự ồn ào đó, biết không, nhớ không? Tôi cũng đã đọc cái phần đó rồi mà, hiểu không? Thì đó, thì họ 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 sẽ chống lại nhau, với lại thì Chúa Cha đã làm cái điều này với bọn họ mà, hiểu không? Những vị mà có cái trình độ về cái thần linh đó, về cái khía cạnh là cái thần là hiểu sâu á, là Chúa Cha làm cái điều này đó, hiểu chưa? Cho nên đừng có sợ, thì hãy thức dậy, hiểu không, và quay trở về lại với những cái luật lệ và các lệnh của ngài, phải làm theo, hiểu chưa? Rồi cái đoạn số 8 này, tất cả những cái điều này là cái sự khởi đầu của những cái sự khóc lóc than thở này, buồn phiền và đau thương này, vân vân, hiểu không? Và đây là cái sự khởi đầu rồi đó. Cho nên tốt nhất là quý vị hãy bắt đầu nghe lời Chúa Cha đi, hiểu chưa? Cái sự thông báo của tôi đi, hiểu chưa? Vì ngoài tôi ra không có ai khác có thể thông báo cho quý vị đâu, hiểu chưa? Đúng theo sự thật đâu, hiểu chưa? Trong tiếng Việt đấy, hiểu chưa? Rồi tiếp theo này, đoạn 9 này. Rồi thì nhất định họ này, bọn ma quỷ đưa quý vị lên để bị làm hại này, hoặc là làm đau, đúng không? Và nhất định giết quý vị này, và quý vị nhất định bị ghét này từ tất cả quốc gia vì cái tên của tôi này, hiểu không? Có nghĩa là sao? Thì những gì tôi làm cho quý vị này thì tất nhiên là sẽ có nhiều quốc gia ở ngoài kia trong cái thế giới này sẽ ghét tôi, hiểu chưa? Nhưng tôi đâu có sợ, vì tôi đã sẵn sàng rồi, hiểu chưa? Vì tôi cũng biết rằng sau khi 10 ngày á, Ngài cũng sẽ cứu tôi thôi. Cho dù tôi chết đi thì Ngài cũng sẽ làm cho tôi sống lại thôi, hiểu chưa? Vì Chúa của chúng ta là có cái sức mạnh vĩ đại mà. Cho dù tôi chết đi, Ngài cũng có thể đem tôi trở lại sống lại, hiểu chưa? Cho nên có gì đâu mà tôi phải sợ cái lũ chó đĩ bọn họ, hiểu chưa? Tôi phải sợ, tôi không cần phải sợ những cái bọn mà giết thân xác tôi, mà tôi phải sợ cái Chúa mà tiêu diệt cái linh hồn và cả thể xác của tôi, hiểu chưa? Và đó là Chúa của chúng ta, hiểu chưa? Cho nên tôi sợ, tôi chỉ sợ Chúa của chúng ta, chứ không phải bọn họ đâu, ngoại tộc hay là cái Chúa chó đĩ của bọn ngoại tộc đâu, hiểu chưa? Đó. Thì với lại trong cái chuyện đó thì tôi cộng thêm á, thì trong cái đoạn 14 á, thì cái sự thông báo của thiên đàng đó, thì đây là cái lời thông báo của thiên đàng đó, hiểu chưa? Với lại cái đoạn 22 á, thì ngài sẽ cắt ngắn lại cái thời gian đó, vì 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 những vị thánh của ngài đó, những vị trung thành với ngài đó, vì còn không thì sẽ không có ai có thể sống sót được, vì cái chuyện ma quỷ nó sẽ tới trong cái thế giới này sau này đó, biết. Tin tôi đi, quý vị hãy mau mà ngủ dậy tỉnh táo lại đi, bỏ những cái rượu chè này kia đi, hiểu chưa? Và còn không là quý vị sẽ biết tai nó sẽ như thế nào rồi đó, hiểu chưa? Ôi, sao nhiều quá ta. À, thôi tôi sẽ cố gắng tiếp tục làm hết một phần nào đó. Thì đây là trong cái quyển sách số 2 Thessalonica, đúng không? À, đoạn 1 này là chương 1 này. À, từ đoạn 6 đến 8 này. Tôi đọc đoạn 6 nha. Thấy rằng nó là một điều ngay thẳng với cái sự đền bù này, hoặc là bồi thường, hoặc là báo đáp lại những cái sự nỗi đau khổ
đến ai hoặc vị nào mà kiếm chuyện với chúng ta này, với quý vị này, nghĩa là những con cái của Do Thái đó, thì Ngài sẽ đáp lại với cho bọn họ đó, những gì mà bọn họ đã làm xấu với chúng ta đó, giết hại chúng ta đó, thì nó sẽ về lại với bọn họ. Thì như quý vị cũng đã thấy đó, trong cái đất nước của ở Gaza, Palestine này kia đó, thì ngày xưa họ cũng tham gia cái sự giết hại những vị con cái của Do Thái đó, biết đó, đó lý do tại sao nhiều chuyện này kia đã xảy ra với bọn họ, đang xảy ra với bọn họ, vẫn sẽ tiếp tục xảy ra với bọn họ và những vị khác nữa, biết những quốc gia khác nữa, biết. Và đó chỉ là cái sự khởi đầu của cái ngày xử tội đó, biết, hoặc là cái sự xử tội đó, biết, là ngày bắt đầu từ cái điều, từ cái điểm đó đó, biết. Rồi dần dần tiếp theo là những cái lũ Bắc Kỳ đó, biết, người Kinh đó, biết, Trung Quốc này kia vân vân đó, biết. Rồi cái đoạn số 8 nha. Trong lửa cháy bỏng, lấy cái sự trả thù này đến hoặc với ai mà không biết Chúa Cha này, và là hoặc là và thì không làm theo cái đạo lý hoặc là tin mừng, tin lành, tin vui, tin tốt, hoặc là cái sự giảng dạy hoặc thông báo của vua Christ đúng không, như là tôi đã nói đó, không như là cái luật lệ và cái lệnh của ngày đó, không mà tôi đã thông báo cho quý vị đúng không, là ngày sẽ trả thù đó, biết không, sẽ ngày sẽ trả thù những cái lũ chó đĩ vô đạo đó, biết không, hiểu không, những cái bọn mà từ chối cái sự thật đó, biết không, từ trong sách Kinh Thánh đó, biết không, hoặc là cái sự từ chối cái sự tồn tại của Chúa Cha đó, biết không, nghĩa là cái lũ chó atheist đó, biết không, nghĩa là vô đạo đó, biết không, không có đạo lý đó, biết không, nghe rất là ghét đó, biết không, có chỗ nào mà không rõ nữa không? Mày tưởng rằng là tôi không có theo đạo, tôi không có tin Kinh Thánh. Ừ, nghe cho rõ đi, nó vừa nói cái gì, ngài sẽ trả thù những cái lũ chó đĩ mà vô đạo, hiểu chưa, tụi mày không có chết là xong đâu, đa số tụi mày sẽ đành phải xuống địa ngục đó, biết không? Những cái lũ chó đẻ mà từ chối Chúa Cha của chúng ta, đúng không, cái sự thật đó, biết không? Cái sự tồn tại của ngài đó, biết không? Rồi tiếp theo này, trong cái quyển sách Job này, chương 10 này, đoạn 14 này. Nếu tôi phạm tội này, là nếu nếu chống đối lại những cái luật lệ và các lệnh của Chúa Cha đó, không, rồi thì ngài sẽ đóng dấu tôi này, ngài sẽ không để tôi thoát khỏi hoặc là không tha từ cái sự tội lỗi này của tôi này, hoặc là cái nô lệ của tội lỗi đó, biết không? Đó, có chỗ nào mà tụi mày tưởng rằng là quý vị cho rằng tôi phạm tội, tôi đi như là cái lũ chó đẻ bên Công giáo họ hay làm, mày phạm tội xong rồi đi xưng tội là hết, không có cái chuyện đó đâu. Khi mà tụi mày phạm tội á, là ngài sẽ những cái vị thiên thần của ngài sẽ ghi chép lại những cái tội lỗi của tụi mày đó, hiểu chưa, và nó sẽ nhân lên đó, biết không? Mỗi lần tụi mày phạm tội, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giờ thì nó sẽ được ghi lại đó, hiểu chưa, trong cái danh sách tội lỗi của tụi mày đó, biết không? Và tới lúc đó là tụi mày sẽ bị xử đó, biết không? Nếu mà tụi mày không ăn năn hối lỗi, hối hận, cầu xin được tha thứ đó, biết không, và báp têm khi có thể, và sống, và hãy sống cuộc sống theo những cái luật lệ và các cái lệnh của ngài, hiểu không? Thì khả năng như vậy thì quý vị mới có thể được cứu, hiểu không? Còn không á, sẽ không có cái chuyện đó đâu. Nên đừng có tin những cái lũ chó đẻ mà giảng dạy những cái triết lý ma quỷ ở ngoài kia, hiểu chưa? Hoặc là những cái suy nghĩ đĩ điếm của bọn họ, hoặc là tội lỗi của bọn họ, hiểu không? Rồi tiếp theo này, trong cái quyển sách Joel này, chương 3 đoạn 2 này. Tôi cũng sẽ tụ họp lại tất cả các quốc gia, hoặc là những tất cả quốc gia, phải không?
và sẽ đem hoặc đưa bọn họ đi xuống đến cái thung lũng của Jehoshaphat này, và sẽ cải hoặc là thú nhận tội lỗi này, hoặc lên án với bọn họ ở đó này, vì cái dân tộc của tôi này, và vì cái tài sản thừa kế hoặc là di sản do thái của tôi này mà họ đã bị tan rã này, hoặc là thất lạc, hoặc là bị chia rẽ, hoặc là bị cách ly, đúng không, trong những cái đám số quốc gia này, và đã rời xa cái đất nước của Do Thái đó, biết không? Cái đất nước hứa hẹn với tổ tiên của chúng ta, biết không? Là những vị cha của chúng ta ngày xưa, Chúa của chúng ta đã hứa là sẽ chúc phúc lành cho chúng ta, và chúng ta sẽ có cái đất nước đó sau này đó, biết không? Hoặc là sẽ trở về lại cái đất nước tổ tiên của chúng ta ngày xưa đó, biết không? Cái đất nước chính thức của chúng ta đó, biết không? Là Do Thái đó, biết không? Là miền Bắc của Do Thái đó, biết không? Hiểu chưa? Đó. Mà trước đó thì Ngài sẽ tụ họp lại những cái lũ bọn quốc gia ngoại tộc kia, nói chung là đa số bọn họ đó, biết không? Tụ họp lại rồi xử bọn họ cùng một lúc đó, biết không? Đó. Rồi tiếp tục này, trong cái quyển sách Khải Huyền này, số 2 chương 15 hay là quyển sách Khải Huyền chương 2 đoạn 15 này, thì tôi xin đọc đoạn 15 này. Thì cũng một số quý vị hoặc là bọn họ mà giữ hoặc làm theo cái đạo lý hoặc triết lý của những bọn Nicolaitan này mà tôi ghét này, như là những cái lũ chó đẻ ma quỷ này, những cái suy nghĩ ma quỷ của bọn họ đó, như là cái suy nghĩ của Babylon, triết lý của Babylon, như là bên Phật giáo, Hồi giáo, Hindu giáo, công giáo và cái giáo giáo đó, biết không, hay là cái hành tinh giáo chó đẻ nào đó, biết không. Tin là đi, khi ta nói những cái điều này có nghĩa là ta đã sẵn sàng chết đi vì Chúa Cha rồi đó, hiểu chưa, hiểu chưa, vì ta cũng đã chuẩn bị mất hết tất cả rồi, hiểu chưa, cho nên ta không có sợ gì đó, đúng không? Rồi tiếp tục trong cái quyển sách Khải Huyền chương 17 đoạn 2 này. Những vương quốc hoặc là đất nước hoặc quốc gia của thế giới này đã tham gia ngoại tình này, hoặc là tội ngoại tình đó, biết không? Cùng với bọn vương quốc của La Mã này, là Babylon này, như là Mỹ này, vương vương này, là phạm tội ngoại tình đó, biết không? Và những cái sự tồn tại hoặc là sự sống người cư trú hoặc dân sự, đúng không, là dân cư, đúng không, của cái thế giới hoặc thế gian này đã bị say mê với cái rượu nho của cái sự đỉ điếm hoặc là ngoại tình đó của cô ta, đúng không? Mỹ là Babylon này kia, đúng không? Phương Tây, đúng không? Đó. Đặc biệt là cái lũ chó đẻ ngoại tộc kia đó, biết không, như là Tàu, Hàn, Nhoan, Nhật, Phi, Ấn Độ hay là hành tinh nào đó, quốc gia ngoại tộc khi mà tham gia cái sự đĩa điểm của bọn phương Tây, họ cũng sẽ bị xử vì cái tội lỗi đó, đó, biết không? Cái tội lỗi đĩa điểm của bọn họ đó, biết không? Đặc biệt là những cái lũ chó đĩ tụi mày mà đĩ, hãy suy nghĩ lại đi, hiểu chưa? Những con cái của dân tộc, hiểu chưa? Rồi tiếp tục trong cái quyển sách Khải Huyền, phải không? Chương 21 này, đoạn 8 và 7 này, thì chúng ta đọc 7 trước này. Ông ta mà vượt qua hoặc chiến thắng cái sự thử thách này, hành trình đến cùng này, nhất định sẽ sở hữu này, có được tất cả mọi thứ này, và tôi sẽ là Chúa của ông ta này, là ông ta hoặc là họ này, và ông ta hoặc họ nhất định là con trai của tôi này, hiểu chưa? Rồi trong cái đoạn thứ 8 này, tôi xin đọc nhanh này. Nhưng cái vị sợ hãi và không tin tưởng, và cái vị ghê gớm, kinh tẩm xấu xa, và các vị mà âm mưu giết hại những vị vô tội á, và những cái bọn
mà tham gia cái sự đỉ điếm á, làm đỉ phải không, làm gái đó không, vân vân không, và những cái bọn mà tham gia pháp thuật ma quỷ này, và những cái bọn mà thờ những cái hình tượng này, hình ảnh này, và tất cả những cái bọn mà nói dối này, nhất định sẽ có cái phần tham gia của bọn họ trong cái hồ mà bị đốt cháy với lửa và lưu huỳnh này, thì là cái sự chết chóc thứ hai này, hiểu chưa? Vậy mà không sợ, tôi cũng bó tay luôn. Mà lên sợ là đúng rồi đó. Mà thời gian hết rồi, thì có gì xin hẹn gặp lại trong cái phần sau, hiểu không?